Kính thưa quý vị, một bản tin từ London, Anh Quốc, một nhóm các nghệ sĩ sân khấu tại London mở một chiến dịch âm nhạc hỗ trợ AGIS 8 kêu gọi hành động chống nghèo đói. Trong chiến dịch lần này, một nhóm được thành lập từ ban nhạc Rock Ireland Bono và Pop Geldof mang tên Ajit 8 cùng các nghệ sĩ ghi âm tại các phiên bản mới của bài hát phản kháng nổi tiếng nhằm gây áp lực lên các nhà lãnh đạo từ các quốc gia giàu nhất thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở Bắc Ireland trong hai ngày 18-17 tháng 6. Các nhạc sĩ Angelic Kido, Jamie Colum, Paloma Faith lần lượt hát các phiên bản của họ trên sân khấu được dành dựng trước bảo tàng Tate Modern. Và họ cùng xuất hiện trực tiếp và trực tuyến cùng các nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới, bao gồm YouTube, William, Elvis Costello và Green Day để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Cố vấn đặc biệt Aegis 8 bà Angelica Kido cho biết Aegis 8 được tổ chức trong thời gian này chính là thời điểm nhắc nhở các nhà lãnh đạo giữ đúng lời hứa của mình và nhiệm vụ của Aegis 8 là giữ cho chúng thành hiện thực. Bà cho biết thêm, nếu thế giới chấm dứt đói nghèo, cơ hội phát triển nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới sẽ rất cao. Xã hội có dân số khỏe mạnh, trình độ học vấn tăng cao, sẽ có nhiều người có kỹ năng tốt để làm việc trong những lĩnh vực khác nhau, và như vậy năng suất sẽ được tăng cao. Đó là điều mà bất kỳ một nhà lãnh đạo nào trên thế giới không thể nói không với những điều đó nhạc sĩ ca sĩ người Anh Jimmy Colum lựa chọn ca khúc Nếu tôi cai trị thế giới cho biết đây là một bài hát phản đối truyền thống gần giống như một thánh ca, một thánh ca cho sự thay đổi và làm nên những điều tốt đẹp. Ông nói rằng ông bị thu hút bởi cuộc gọi của chiến dịch để cải thiện tính minh bạch trong viện trợ quốc tế Ông cho biết thêm, điều ông thực sự quan tâm về chiến dịch Aegis 8 đây là một sự khích lệ cho các chính phủ để có một sự minh bạch hơn cho các công ty lớn và các tập đoàn trên thế giới về tài chính của họ. Các nhà tổ chức cho biết, các nghệ sĩ tham gia trong chiến dịch Aegis 8 hy vọng truyền được cảm hứng qua âm nhạc để hành động trong cuộc chiến chống lại sự bất công trong giảm đói. Bên cạnh các buổi biểu diễn âm nhạc, một bộ phim của nhà làm phim người Anh Richard Curtis, kỷ niệm tầm quan trọng của âm nhạc phản đối trong suốt lịch sử sẽ được chiếu lên Tate Modern vào ban đêm cho đến thứ Năm 13 tháng 6.